Năm 2016, nàng Kendall Jenner đã công khai mời mọc siêu sao Ronaldo khi chia sẻ trên tạp chí Hollywood Life. Tôi thực sự yêu thích Cristiano Ronaldo. Tất nhiên rồi, nếu anh ấy ngỏ lời hẹn, tôi lập tức sẽ đồng ý. Trong quá khứ, Kendall Jenner thực tế từng dính vào không ít scandal tình ái. Cô nàng từng bị đồn cặp kè với siêu sao ca nhạc Canada Justin Bieber. Thời điểm ấy, Kendall còn từng bạo dạn đăng lên Instagram bức ảnh một cô gái đang cuốn lấy chàng trai trên giường. Rất nhanh chóng, người hâm mộ suy đoán đó chính là cảnh âu yếm giữa Kendall và Justin Bieber. Và trước khi bước vào video, hãy nhấp vào link đăng ký kênh thứ hai của chúng mình được đặt ở dưới phần mô tả để ủng hộ cho kênh nhé. Vòng 1/16 tại Champions League mùa giải 2017-2018 chứng kiến một cặp đấu rất đáng chú ý. Nó là nơi mà nhà vô địch Real Madrid thể hiện bản lĩnh trước một PSG luôn ôm khao khát xưng bá trời Âu. Và trong trận đấu lượt đi tại Santiago Bernabeu, sự đặc biệt của trận đấu được tăng lên gấp bội khi trên khán đài xuất hiện một cổ động viên vô cùng có máu mặt của PSG, siêu mẫu Kendall Jenner. Mặc dù vậy, sự có mặt của cô người mẫu nổi tiếng này cũng không thể giúp gã nhà giàu nước Pháp tránh khỏi cảnh bị bầm dập khi mà Cristiano Ronaldo đã có một trận đấu thăng hoa. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau điểm lại diễn biến chính của trận đấu để xem cái cách mà Ronaldo khiến Kendall Jenner kinh ngạc như thế nào nhé. Cristiano Ronaldo đã có pha làm nóng ngay từ phút thứ hai khi siêu sao người Bồ Đào Nha thoát bẫy việt vị rất nhanh sau đường chuyền bóng của Isco. Tiếc là cú bắt vô lê sau đó của CR7 đã không tìm đến đúng khung thành của Areola. Tình huống uy hiếp thực sự nguy hiểm của các cầu thủ Real Madrid xuất phát từ pha dàn xếp đá phạt góc, lại là Isco với đường chuyền cho Toni Kroos. Trong tư thế trống trải, tiền vệ người Đức đã có cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm hiểm hóc, nhưng sự tập trung của Areola đã giúp hàng thủ PSG tiếp tục đứng vững. Sau quãng thời gian bị Real chiếm thế thượng phong, Paris Saint-Germain cũng đã có câu trả lời. Từ nỗ lực đi bóng nơi hành lang cánh của Neymar, ngôi sao sáng giá nhất của đội bóng nước Pháp có đường căng ngang vào trong vòng cấm. Tuy nhiên lần này đến lượt Varane hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo kê cho tuyến phòng ngự của Real Madrid, cho nên tình huống kết thúc với pha ôm bóng gọn gàng của Keylor Navas. Phút 25 của trận đấu, Real Madrid được hưởng một quả đá phạt hàng rào với khoảng cách vô cùng thuận lợi. Dù vẫn với tư thế lấy đà đã trở thành thương hiệu, nhưng cú dứt điểm lần này của Ronaldo lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành và tỷ số vẫn là hai con số 0 tròn trĩnh. Lại một lần nữa bình luận viên phải hô vang cái tên Cristiano Ronaldo. Một pha phối hợp thể hiện sự ăn ý hết nấc của đôi bạn thân Marcelo và Ronaldo đã đặt CR7 vào tư thế đối mặt với thủ môn. Mặc dù vậy, Areola vẫn chơi quá xuất sắc khiến cho anh 7 và người hâm mộ kèn kèn trắng chỉ biết ôm đầu tiếc nuối.
tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã phải nhận lấy quy luật nghiệt ngã nhất trong bóng đá. Cú dứt điểm đầy tự tin trong vòng cấm của Adrian Rabiot đã giúp cho PSG bất ngờ vươn lên dẫn điểm ngay tại Santiago Bernabeu. Có được bàn thắng, các vị khách đến từ thủ đô nước Pháp như được tăng thêm sức mạnh. Những đường lên bóng của Neymar và các đồng đội cũng tự tin hơn hẳn. Và nếu như cú dứt điểm này của Cavani đi chính xác hơn chút nữa, rất có thể PSG đã nhân đôi cách biệt, đồng thời tạo ra một lợi thế rất lớn cả về mặt tỷ số lẫn tâm lý. Trong lúc bị bủa vây bởi muôn vàn khó khăn thì vị cứu tinh của kèn trắng đã xuất hiện. Và anh em biết người hùng ấy là ai rồi chứ? Còn cái tên nào khác ngoài Cristiano Ronaldo? Trong một nỗ lực đi bóng, Toni Kroos đã bị Lo Celso truy cản trái phép trong vòng cấm. Trọng tài không chút do dự chỉ tay liền vào chấm 11m, penalty cho Real Madrid. Và Cristiano Ronaldo đã không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, dứt điểm trái phá khiến cho thủ thành của Paris Saint-Germain dẫu có đổ người đúng hướng cũng không thể ngăn cản. Tỷ số đã quay trở lại và xuất phát ngay trước khi hiệp 1 kết thúc. Hiệp 2 diễn ra với thế trận vô cùng giằng co, đúng với tính chất của vòng đấu loại trực tiếp tại Champions League. Những ngôi sao sáng nhất của cả hai đội đều rất nỗ lực để có thể thay đổi cục diện trận đấu, nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở mức cơ hội. Chỉ đến khi đồng hồ điểm qua những phút cuối cùng, một lần nữa Cristiano Ronaldo lại lên tiếng. Lần này bàn thắng của CR7 lại mang nặng sắc màu của thần Kim Quy khi nó đến như kiểu cái chạm chân của Ronaldo chỉ là phản xạ vô tình cho tình huống cản phá bóng trước đó của thủ thành Areola. Thế mà vẫn được điền tên lên bảng tỷ số. Quả này mắng quá anh Bảy ơi, cú đúp luôn rồi. Khi đã đảo được chiều thế trận và có lần đầu vươn lên dẫn trước, các cầu thủ Real Madrid đã tận dụng rất tốt việc PSG vẫn chưa định hình lại tinh thần để ghi thêm bàn thắng thứ ba, tạo ra lợi thế rõ rệt hơn nhiều. Và nhân vật tiếp theo được gọi tên là Marcelo, hậu vệ trái người Brazil đã có pha xâm nhập rất nhanh và tung cú dứt điểm chuẩn mực để khiến gã nhà giàu nước Pháp bị nhân đôi niềm đau. Tiếng còi mãn cuộc vang lên, cú đúp của Ronaldo đã giúp Real có được chiến thắng 3-1, tạo lợi thế trước cuộc hành quân đến sân công viên các hoàng tử, hứa hẹn đầy bão táp ở trận lượt về. Một chuyến du lịch xem chừng không được như ý của siêu mẫu Kendall Jenner, khi mà Paris Saint-Germain của cô không thể chống lại sự bá đạo và bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch C1 khi đó, đặc biệt là ông hoàng tại sân chơi này, Cristiano Ronaldo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.